Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự huyện ngày 6 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay có những tin chính. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Vĩnh Yên tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19. Huyện Bình Xuyên tổng kết việc thực hiện quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào trong ngày 30/4/1975. Phát triển phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trong người cao tuổi ở thị trấn Lập Thạch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong tuần, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã có nhiều buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2011-2016. Thông tin về hoạt động này sẽ mở đầu chương trình thời sự quốc hội hôm nay. Tại khu vực phường Đống Đa, tổ đại biểu do đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dẫn đầu đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Đống Đa. Các đại biểu đã thông báo với cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 14. Theo đó, tại kỳ họp sẽ thông qua 13 báo cáo theo quy định, một số nghị quyết quan trọng, 3 nội dung chuyên đề, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố 5 năm 2016-2020, báo cáo đề án nâng cao chất lượng giáo dục thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2010-2015, tờ trình và dự thảo nghị quyết về đề án nâng cao chất lượng giáo dục thành phố giai đoạn 2016-2020. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tiến hành giám sát công tác tiếp dân, xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố. Tiếp đó, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thông báo khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Cử tri phường Đống Đa đã kiến nghị về một số lĩnh vực, môi trường, hệ thống, rãnh thoát, quản lý trật tự đô thị, giải phóng mặt bằng, điện chiếu sáng công cộng, giáo dục, văn hóa, hệ thống truyền thanh cơ sở. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiếp thu trả lời ý kiến của cử tri. Các ý kiến không thuộc thẩm quyền, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tổng hợp trình kỳ họp sắp tới. Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Tích Sơn, với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cử tri phường đã bày tỏ phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian qua, đồng thời cũng kiến nghị một số nội dung như vấn đề thu hồi, bồi thường đất dịch vụ, đẩy nhanh tiến độ kè đầm trên địa bàn phường, tích cực kiểm tra, rà soát trục đường Lam Sơn, xây dựng nhà văn hóa đắc thú, lắp đặt nhà vệ sinh công cộng, trồng bổ sung cây xanh, đẩy nhanh tiến độ và giải quyết chế độ chính sách cho người có công theo quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ, vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội trên tuyến đường Điện Biên Phủ. Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiếp thu và giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền và tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Tại buổi tiếp xúc cử tri tại phường Khai Quang, các cử tri đã thông báo về kết quả phát triển kinh tế xã hội thành phố năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Năm 2015, tổng giá trị sản xuất kinh tế của thành phố ước đạt gần 20.000 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, văn hóa xã hội được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các cử tri phường Khai Quang đã kiến nghị một số nội dung về công tác cấp đất dịch vụ cho các hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi, việc cấp đất giãn dân, hệ thống điện chiếu sáng, đường giao thông, cống rãnh thoát nước, vấn đề vệ sinh môi trường tại khu dân cư. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiếp thu và giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Các ý kiến khác được tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Ngày 4 tháng 12, Ban chỉ đạo 24 huyện Bình Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên xuất ngũ thôi việc. Thời gian qua, Ban chỉ đạo 24 của huyện Bình Xuyên đã làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn quy trình kê khai các loại mẫu biểu theo đúng thủ tục, nguyên tắc, khách quan, bảo đảm thời gian quy định. Công tác chi trả cho các đối tượng được tiến hành nhanh chóng, kịp thời. Đến nay, huyện Bình Xuyên đã tiến hành xét duyệt gần 4.200 hồ sơ, chi trả cho trên 3.800 đối tượng với tổng số tiền trên 15 tỷ 800 triệu đồng. Công tác thẩm định, xét duyệt hồ sơ và tổ chức chi trả đảm bảo công bằng, dân chủ, đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, không có đơn thư tố cáo, khiếu kiện. Từ đó, góp phần làm tăng cường niềm tin của nhân dân và các đối tượng chính sách đối với Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện an sinh xã hội, góp phần ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương.
Ban chỉ đạo 24 huyện Bình Xuyên sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân và thực hiện chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Phối hợp với các ban ngành địa phương rà soát, xem xét, đề nghị cho các đối tượng còn tồn sót và kịp thời chi trả chế độ cho các đối tượng chính sách đúng thời gian quy định. Phòng Kinh tế thành phố Vĩnh Yên phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Hội Hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức về an toàn điện và thực hành tiết kiệm điện tới 100 cán bộ, hội viên và hộ gia đình trên địa bàn phường Hội Hợp. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực. Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được hướng dẫn cách sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, cụ thể đối với từng thiết bị trong sinh hoạt gia đình và công sở, tuyên truyền hướng dẫn sử dụng điện an toàn, hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, chống tai nạn điện và sơ cấp cứu người bị điện giật. Thông qua tập huấn nhằm nâng cao kiến thức về lĩnh vực năng lượng và hoạt động tiết kiệm năng lượng, giúp cán bộ và nhân dân trên địa bàn tiếp cận để quản lý, tuyên truyền, áp dụng triển khai có hiệu quả tại đơn vị, hộ gia đình. Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình huyện Lập Thạch phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Ủy ban Nhân dân xã Thái Hòa, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Ích tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề về mất cân bằng giới tính khi sinh cho học sinh trung học cơ sở. Hội nghị đã tuyên truyền các nội dung về giới, bình đẳng giới và vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về giới, bình đẳng giới và nghiêm cấm lựa chọn giới tính khi sinh. Qua tuyên truyền, đề án giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh đã góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, đồng thời cung cấp thông tin giới, bình đẳng giới và mất cân bằng giới tính khi sinh cho học sinh các trường học. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của các loại hình thông tin giải trí, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn thị trấn Lập Thạch ngày càng phát triển. Đây là các hoạt động tô đậm những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống sinh hoạt của mỗi người dân. Tiên phong gương mẫu trong việc đi đầu, khôi phục, xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chính là Hội Người Cao Tuổi thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch. Những hình ảnh về hoạt động này sẽ khép lại chương trình thời sự của huyện hôm nay. Hiện nay, Hội Người Cao Tuổi thị trấn Lập Thạch có 781 hội viên sinh hoạt ở 11 chi hội. Các hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng thường xuyên được tổ chức với nhiều tiết mục hay như hát chèo, quan họ, tiểu phẩm đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo ra các hoạt động vui chơi, văn hóa lành mạnh trong nhân dân, tích cực tham gia bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa quê hương. Đối với tuổi cao thì cái công tác văn hóa văn nghệ là một cái cơ bản để mà vận động và động viên kịp thời đối với người cao tuổi. Người ta đã nói rằng là một nụ cười thì bằng 300 thuốc. Chính vì thế cho nên rằng trong những lúc mà giao lưu văn hóa văn nghệ, trong những lúc mà tập thể dục dưỡng sinh thì các cụ mới có cái thời gian để trao đổi, có những thời gian để tâm sự và có những thời gian để học tập. Tiêu biểu như hai câu lạc bộ văn thể của thị trấn có trên 200 thành viên tham gia trên địa bàn tổ dân phố Văn Sơn và tổ dân phố Phú Lâm. Được thành lập từ năm 2013, sau thời gian hoạt động, các hội viên câu lạc bộ đã có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo, truyền dạy những làn điệu hát, múa cho các thế hệ trẻ và người dân. Thông qua các hoạt động đã giúp các cụ sống vui, sống khỏe, tạo nên sân chơi bổ ích cho lớp người cao tuổi, đồng thời giúp cho người cao tuổi phát huy hết được những sở thích, khả năng sẵn có của mình. Sức khỏe lúc chưa tập dưỡng sinh ấy, thì nó không được khỏe bình thường. Nhưng sau khi tham gia phong trào tập dưỡng sinh của Hội Người Cao Tuổi thì sức khỏe chúng tôi đã nâng lên. Thế là vận động nó khỏe, nhanh nhẹn hơn, hoạt bát hơn và tinh thần nó thoải mái hơn là lúc chưa tập. Thực tế cho thấy hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao có ý nghĩa quan trọng trong đời sống của nhân dân, góp phần tích cực bài trừ các tệ nạn xã hội, thực hành, lưu truyền và phát triển các lễ hội văn hóa dân gian, phong tục tập quán truyền thống. Bản thân tôi là được tham gia vào trong cái câu lạc bộ văn nghệ thể thao này, trước mắt là phấn khởi, cái thứ nhất là được khỏe và tinh thần được phấn khởi, vui vẻ và để thực hiện đúng theo là sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và cho xã hội. Tuy tuổi đã cao nhưng các thành viên đều hăng hái luyện tập để có thể mang lời ca tiếng hát đến với mọi người. Vì vậy, việc đẩy mạnh, duy trì các câu lạc bộ hiện tại và phát triển thêm nhiều câu lạc bộ văn hóa thể thao luôn được Hội Người Cao Tuổi thị trấn quan tâm. Vì vậy, trong thời gian tới, hội sẽ xây dựng thêm từ 2 đến 3 câu lạc bộ của các chi hội để không ngừng phát huy vai trò của người cao tuổi.
nhiệm kỳ tới thì chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng từ 2 đến 3 câu lạc bộ văn hóa thể dục thể thao của các chi hội, mà nhằm vào các cái chi hội có năng lực và có cái năng khiếu về công tác văn nghệ, có những vai trò nòng cốt về công tác văn nghệ, và đây là những nhân tố tích cực nhằm để thúc đẩy cái phong trào. Có thể nói, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thông qua các loại hình câu lạc bộ, nhất là câu lạc bộ văn thể, Hội Người Cao Tuổi thị trấn Lập Thạch đã góp phần gìn giữ và khơi dậy tiềm năng văn hóa của từng khu vực bằng những làn điệu dân ca, những điệu múa trong tà áo tứ thân, những điệu dưỡng sinh nhịp nhàng, đã góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân nơi đây.